Rồi, cảm ơn các bạn đã ghé qua. Đây là video về Ganju và Ito. Tuy là trong video mình có để cái đồng hồ chạy đếm thời gian, cái đồng hồ stopwatch, nhưng mà cách tác dụng chính là để mọi người có cái cảm giác về thời gian, thấy không? Chứ không phải là hoàn toàn là so sánh coi con nào mạnh hơn nha. Bởi vì rất là khó để mình có đồ đạc tương đồng, cũng như là cái cách mình chơi á, lúc mình chơi thì nó không có, lúc nào cũng phong độ 100%, nhiều khi mình quýnh bị thọt, lúc này quýnh tốt, kia quýnh không tốt, thì cái rất là khó so sánh. Chưa kể là những nhân vật họ thiết kế với mục đích khác nhau, thì anh em cố tìm ra một cái sự so sánh tuyệt đối của con nào mạnh hơn con nào là điều không thể. So sánh như vậy rất là khập khiễng. Tuy là mình ghép hai cái con cả Ganju và Ito vô cũng như mấy lần trước đó, thì mình ghép như vậy để ước lượng khả năng của những nhân vật đó thôi. Nhưng trong trường hợp này là ước lượng cái năng lực của Ganju, anh em sẽ dựa vào con Ito làm mốc để mình đánh giá thôi. Coi như là video review nhé, đừng có quá gọi là cố so sánh cho con nào mạnh hơn rồi tạo ra world tùm lum. Thật ra cái thông điệp của video là vậy, chỉ dạng là review, nhưng mà phải có cây mốc. Nếu mình chỉ đăng con Ganju thì sao không, thì anh em cũng không có cái gì để bám víu để coi con Ganju này nó làm sao so với những con khác. Thì bây giờ mình có thêm mỗi con Ito để anh em lấy cái mốc đối chiếu đồng hồ, có cái đồng hồ stopwatch để ước lượng thời gian nhé. Yeah. Ok, vô. Này em bực quá lỡ mắng vợ tí mà giờ nó giận em luôn, ỏi mặt mếu. Hu hu. Đâu cho nó 200 bằng với mấy con kia cho nó công bằng á. Thì cái tỷ lệ con này hơi cao, 55 rồi, nhờ thêm điêu đa thừa. Ra vô chúng chả giải quyết được gì. Cái bên nét thì sẵn có bấm được chút sắc hương. Luna thì nó cũng không có gây ra băng rộng. Lấy con cái này đi. Con này có băng chưa hả?
băng này nó sạc phụ con Ganju. Đấy, con này cũng được nè. Rồi, vô đặt thân tỷ lệ. Luna. Rồi, theo ý muốn Luna luôn. Anh ơi, em không hiểu vì sao nói thêm Luna được tăng tỷ lệ xong để đèn ra nói. Cái là nhấn nút F cái không được. Nãy là con Xiao là 822. Giờ con này bao nhiêu? Rồi, mua súng luôn. Rồi, tụi mình chết hết. 1, 2, bắn. Có tán cho hai đứa dính luôn. Ui. Này. Không hay lòng. À, nó dính bóng mờ kìa. Để mình bắn cho dễ chứ gì. Cho nó đóng bằng lại. Làm hòa đờ si gọi a vợ okay. E cũng ê mới vô mình chưa có tích tích cái bộ đồ sẵn giờ sao ra đi đó tính giờ này nha đặt bò tính giờ ui ba mươi hai cái oh yeah 62 cái được ok một không thứ à nào không ảnh hưởng về đam đâu, nó chỉ được cái là nó tích cho mình sẵn khỏe hơn chút thôi. Sẽ không là một top 90 rồi, 70, 200 rồi, lấy con này làm mẫu để so sánh với những cái con Ayaka Ganju C0 với nhau.